biệt nhất. Thời tiết cũng quá đẹp và lòng người thì giao hòa, con người thì phấn chấn. Và đây cũng là khoảnh khắc để chúng ta cùng thực hiện nghi thức cắt bánh và rót rượu. Dạ, vẫn còn quà nữa phải không ạ? À, hội đồng niên. À, vâng ạ, hội đồng niên của bà Thưởng. Vâng ạ, có 1 tỷ 6 tặng cô. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ Nguyên Tú trân trọng kính mời ông Nguyễn Việt Dũng, ông Phạm Ngọc Long, và xin mời ông Nguyễn Hữu Nghi. Vâng ạ, xin mời ba ông sẽ cùng di chuyển sân khấu. Và xin mời toàn thể các thành viên của câu lạc bộ Chống Dâng Hương cùng di chuyển sân khấu để chúng ta cùng thực hiện nghi thức cắt bánh, rót rượu. Chúng ta sẽ cắt bánh trước, sau đó khẽ cua rượu. Bao giờ khi nào mà Nguyên Tú nói là 1, 2, 3 chúc mừng thì mới bắn pháo nhá. Bộ phận kỹ thuật viên pháo chuẩn bị nhá. Mọi người, những chiếc máy ảnh, những chiếc điện thoại đâu, chúng ta cùng cầm lên đi ạ, để ghi lại khoảnh khắc này. Một chút nữa. Vâng ạ. Vâng ạ, vì ngay bây giờ Nguyên Tú xin được mời bà Ngô Thị Nga di chuyển ra phía tòa tháp rượu. Xin mời chị Ngân di chuyển. Xin mời ông Phạm Ngọc Long. Xin mời ông Nguyễn Việt Dũng. Xin mời ông Nguyễn Hữu Nghi. Còn các chị, chúng ta sẽ đứng vây quanh để chúng ta cùng đổi những tràng vỗ tay thật lớn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện nghi thức cắt bánh. Và có ai có hộp quẹt cho Nguyên Tú mượn ạ? Một chút nữa thì anh bao giờ anh bảo bắn thì bắn nhá. À, chúng ta hãy cùng thắp lên những điều gì đẹp nhất trong cuộc sống. Và chúng ta thực hiện nghi thức cắt bánh ạ. Chúc mừng quý vị cùng cổ vũ với những người làm chương trình đúng không ạ? Quý vị ơi, hô thật lớn lên nha. 2, 3 chúc mừng sinh nhật. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
dâng hương. Chúc mừng sinh nhật quý vị, và nghi thức cắt bánh rót rượu và chúc mừng sinh nhật đã khép lại tại đây, và chúng ta chuyển sang chương trình những món quà âm nhạc dành tặng nhau cho một buổi tối thật tuyệt vời.